Diễn viên Minh Dự, tôi không giàu, chỉ tạm đủ sống. Diễn viên Minh Dự đặt ra nhiều mục tiêu cho cột mốc 30 tuổi, tôi vẫn còn nhiều tham vọng. Xin chào diễn viên Minh Dự. Trước đây, anh xuất hiện dày đặc trong game show, web drama. Nhưng vài năm gần đây, khán giả không còn thấy anh trên truyền hình, thay vào đó là diễn kịch, làm trợ giảng, viết sách. Khi chuyển hướng, Minh Dự có sợ bản thân bị khán giả quên mặt khi vắng bóng trên truyền hình không? Diễn viên Minh Dự, trước đây, giai đoạn 2017-2019, hầu như mọi người cứ mở TV lên là sẽ thấy tôi. Về sau, từ năm 2020 đến giờ, tôi ít tham gia game show. Ban đầu mọi người có thắc mắc, nhưng giờ thì khán giả cũng bắt đầu quen. Tôi cũng lo rằng khi không xuất hiện nhiều, có thể khán giả sẽ quên mình. Vậy nên tôi phải vận dụng chất xám để cập nhật hình ảnh liên tục bằng nhiều cách, ví dụ trên TikTok, tham gia sản phẩm của đồng nghiệp, đóng kịch sân khấu. Tôi biết nếu chăm chỉ tham gia game show, cộng thêm sự duyên dáng thì sẽ nổi tiếng rất nhanh. Nhưng tôi không dám nhận mình lúc nào cũng duyên dáng, có những lúc không biết mình đang nói gì. Mình cứ quơ quào bằng mọi cách để nói, gây cười. Rồi khi xem lại, chính tôi cũng thấy mình hơi nhảm, hơi vô duyên. Từ đó, tôi thấy cái nào phù hợp, thoải mái thì mới nhận. Tôi nghĩ rằng mỗi người sẽ có thế mạnh riêng, tôi chăm chỉ hoạt động sân khấu, viết sách, đi dạy, đi diễn nước ngoài. May mắn đến giờ phút này, tôi vẫn hạnh phúc với những điều đó. Theo Minh Dự, sau 8 năm theo nghề anh thấy mình đã thành công chưa? Tôi không thấy mình thành công đâu vì trong lòng vẫn còn nhiều tham vọng. Lúc nào tôi cũng thấy mình còn nhiều cái chưa làm được. Nhưng về sau, tôi định nghĩa thành công của mình từ điều nhỏ nhặt khi thấy hạnh phúc của những người xung quanh. Ví dụ cuốn sách tôi viết ra được nhiều người ủng hộ. Nhận về phản hồi tích cực thì đó là thành công. Ba mẹ tôi thấy tự hào khi xem vở diễn của tôi, bạn bè, hàng xóm thích vai diễn của tôi cũng là thành công. Từ từ tôi nhận ra thành công của mình qua sự đón nhận và hạnh phúc của những người xung quanh. Vì tôi không thể tự nói mình là ai, ép người ta nhận mình là ai. Bản thân chỉ có thể chứng minh cho người ta thấy mình làm được gì thôi. Tôi soi thành công của mình qua sự đón nhận của mọi người xung quanh. Minh Dự trong phim điện ảnh Mùa Hè Đẹp Nhất, tham vọng của Minh Dự là gì? Tham vọng của tôi là phải được nhiều khán giả thương và biết đến hơn nữa. Tôi nghĩ được khán giả thương và nhớ đến là may mắn, nhưng nhớ được bao lâu là sự khó khăn của người diễn viên, đặc biệt là diễn viên trẻ. Tôi có tâm sự với nhiều thầy cô, nghệ sĩ lớn rằng thời buổi này để giữ được hình ảnh của mình trong lòng khán giả khó lắm. Vì hiện nay có game show, TikTok, YouTube, quá nhiều nền tảng để khán giả xem, mình sẽ khó cắm sâu trong trí nhớ của họ. Theo tôi, diễn viên thì cần vai diễn, ca sĩ thì cần bài hát. Tham vọng của tôi là mỗi năm đều có vai diễn mới, được khán giả yêu thích. Vai diễn sẽ giúp cho khán giả nhớ tới tôi lâu hơn. Sắp tới, Minh Dự có đặt ra cho mình cột mốc để định nghĩa thành công rõ ràng hơn. Tôi đặt mục tiêu nhưng còn chiều chuộng bản thân quá nên chưa hoàn thiện được. Luận văn thạc sĩ của tôi vẫn còn đang hoàn thiện. Tôi cũng đang viết sách và đặt mục tiêu sang năm 2025 phải ra mắt cuốn sách thứ 3. Bên cạnh đó, tôi có ấp ủ một live show làm trên sân khấu để kỷ niệm cột mốc 10 năm diễn xuất. Tôi xuất thân từ sân khấu kịch nên mong muốn thực hiện một live show trên sân khấu chuyên nghiệp, có thầy cô, đồng nghiệp mà tôi yêu quý. Sau khi hoàn thành chương trình học thạc sĩ, Minh Dự có định học tiếp tiến sĩ. Thật sự tới bây giờ, việc học đối với tôi khá áp lực. Bởi tôi cảm thấy mình không còn đủ thời gian, vừa lo cho bản thân, đi diễn, đi quay, lo cho gia đình. Dần dần tôi nhận ra cuộc sống này cần rất nhiều tiền. Ngày còn nhỏ, tôi nghĩ tiền không mua được tất cả, nhưng giờ tôi thấy rằng hầu như tất cả đều phải mua bằng tiền. Kể cả những thứ làm mình hạnh phúc, cũng nhờ tiền mới được. Có tiền, tôi lo được cho gia đình mình hạnh phúc. Ví dụ mỗi đêm nằm ngủ, tôi trăn trở nếu ba mẹ hay mình đổ bệnh thì tiền đâu để chữa trị, mọi thứ đều phải cần tiền. Vậy nên hỏi tôi có học lên nữa hay không, chắc là tôi không. Nhưng tôi sẽ học nhiều thứ khác, như học tiếng Anh, học thêm ngôn ngữ khác. Tôi muốn những thứ mình học sẽ cho tôi cơ hội kiếm được tiền. Nam diễn viên sinh năm 1995 thừa nhận anh áp lực phải lo lắng cho gia đình vì luôn muốn ba mẹ được sống thoải mái hơn, tự thấy mình là người nhạy cảm và dễ tổn thương. Áp lực gia đình đối với Minh Dự như thế nào? Nhiều người gặp tôi hay hỏi rằng thời gian rảnh tôi làm gì,
tôi bảo hay đi cà phê một mình, du lịch. Nhiều người nghe vậy, sẽ bảo tôi giàu. Nhưng thật ra tôi không giàu đâu. Tới thời điểm này tôi chỉ tạm đủ sống. Tôi không mua xe hơi mà thích đi xe ôm công nghệ vì nó tiện lợi. Mọi người cũng hiếm khi thấy tôi mặc đồ hiệu trên người. Hiện tại, tôi cố gắng làm việc để cuộc sống thoải mái và gia đình được đủ đầy hơn. Việc phải lo lắng cho gia đình, cộng với áp lực công việc có khiến Minh Dự bị già trước tuổi. Tôi nghĩ là mình có bị già trước tuổi. Nhiều người nói chuyện với tôi và nhận xét là tôi khá khó tính, suy nghĩ quá nhiều hoặc khiến họ không theo kịp những gì tôi nói. Chắc có lẽ do tôi lao vào cuộc đời sớm, đặc biệt nghề diễn cũng rất phức tạp. Tôi phải khéo léo, nhạy cảm với nhiều thứ. Vì những điều đó, tôi tự thấy con người mình cũng không còn vô tư như những năm tháng mới tốt nghiệp cấp 3. Tôi thích chơi với những người lớn tuổi hơn mình, đặc biệt là người sâu sắc để học hỏi. Đó có phải là một trong những lý do Minh Dự có mối quan hệ thân thiết với các nghệ sĩ Hữu Châu, Hồng Đào, Cẩm Ly? Tôi được thương là do cách tôi cư xử, làm việc với mọi người xung quanh. Ví dụ khi cô Hồng Đào cần kịch bản hay bất kỳ cái gì, cô chỉ cần nói một tiếng là tôi sẽ viết và sửa theo ý cô. Hay những lúc cô gặp vấn đề nào đó, tôi đều gọi điện để chia sẻ. Còn với chị Cẩm Ly thì là thần tượng từ nhỏ của tôi. Nhưng tôi không ngờ là chị Cẩm Ly cũng đã xem tôi diễn từ lâu. Không hiểu sao mỗi khi diễn chương trình Táo Xuân, chị ấy đều hỏi có Minh Dự không. Tôi nghĩ nhờ năng lượng của mình xây dựng nên mới được mọi người thương. Minh Dự được nhiều đồng nghiệp thương vì sống chân thành, tử tế, nhưng chắc hẳn Minh Dự cũng phải thật khéo để mọi người không nghĩ mình nịnh bợ, luồn cúi. Tôi tin rằng trong nghề này, chỉ có thực lực mới đi lâu dài. Nên thay vì nịnh bợ người này, chiều chuộng người kia hay luồn cúi để xin xỏ thì hãy xây dựng nội lực của mình thật tốt. Bên cạnh đó, mình cũng phải sống tốt, tử tế với tất cả mọi người. Tôi tâm đắc một câu nói đại khái là mùa mưa muốn mượn dù thì mùa nắng đã phải hỏi thăm người ta rồi. Tôi tự tin mình không phải kiểu người sống thực dụng, cơ hội, tới lúc có việc nhờ mới quan tâm người khác. Ngay cả khi mọi người không giúp gì cho tôi vẫn quan tâm. Nên khi tôi nhờ hỗ trợ, mọi người đều sẵn sàng. Nhiều người nhận xét rằng Minh Dự là người nhạy cảm, rất dễ tổn thương. Anh nghĩ như thế nào về ý kiến này? Thầy Hữu Châu, cô Hồng Đào thường góp ý rằng tôi quá nhạy cảm, nếu cứ nhạy cảm như thế sẽ còn tổn thương rất nhiều. Nhưng tôi không thể bỏ được, vì tôi hoạt động ở nhiều lĩnh vực, từ diễn viên điện ảnh, sân khấu, viết sách. Nếu tôi gạt hết những nhạy cảm sang một bên thì sẽ không còn đủ rung động để diễn và viết sách. Trước nay, tôi là người dễ vui dễ buồn. Đôi khi chỉ những chuyện xảy ra ngoài đường cũng đủ khiến tôi vui hoặc buồn cả ngày. Huống gì những bình luận, khen chê trên mạng dành cho mình. Diễn viên Gia Đình Cục Súc ấp ủ thực hiện một live show trên sân khấu chuyên nghiệp để kỷ niệm 10 năm theo nghề. Tôi tự nhận mình là người nhạy cảm và dễ tổn thương, nhưng tôi cũng có cách để tự chữa lành. Tôi nghĩ làm nghề 8 năm, 10 năm cũng không thay đổi được bản tính của mình. Trước đây, mỗi khi đọc bình luận chê, phê bình, tôi sẽ đóng cửa phòng, xem đi xem lại và tự trầm cảm với điều đó. Tôi sẽ ấm ức, trăn trở vì sao như vậy, mình có làm gì sai mà người ta chửi mình. Còn bây giờ khác hơn ngày xưa là mỗi khi đọc qua bình luận của khán giả, tôi có buồn thì cũng sẽ kiếm cách để vượt qua. Tôi hiểu được trong cuộc đời này, đúng sai, khen chê đều xuất hiện một cách tự nhiên, mình không cấm cản được mà phải học cách chấp nhận nó. Xin cảm ơn diễn viên Minh Dự về những chia sẻ.